chấn lột một tí đồ ăn mới được. Đói lắm rồi. Chết ở đây để cho người ta đi qua mình mới được chấm được. Đau bụng quá. Đau bụng á? Ừ, đau bụng quá. Sao lại nằm ở đây? Đau bụng quá, đau bụng quá. Này, ôi. Có đồ không? Có đồ không? Có đồ gì không? Đưa đây. Anh, tiền không? Anh làm gì đây? Đưa đây. Anh. Đưa nó mà đấy. Đưa đây, đưa đây. Không, 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 không. Tôi có lòng to giúp anh mà. Anh làm gì đấy? Cô có đưa không? Đưa đây. Không, không, không. Không được, sao anh lại lấy đồ của tôi? Không, không, đưa đây. Không, không, cái này của tôi, sao anh lại lấy đồ của tôi? Đưa đây. Không, không, không. Đưa đây. Của ta. Mọi anh, không được. Đưa đây. Đưa túi đồ cho anh. Đưa cho tôi. Sao? Mày. Sao anh lại tự nhiên lấy đồ của tôi? Lấy đồ của tôi là tôi có lòng tốt cứu anh. Đưa đây, có đưa không? Không. Nó đi đâu ấy? Úi dồi ôi, chắc xuống dưới rồi, chỗ này rộng lắm nhỉ. Em có sao không đấy? Không, em không sao, một tí nữa em mất đồ. Úi dồi ôi, nguy hiểm nhỉ, ban ngày ban mặt có cướp nhỉ. Úi, em tưởng là ấy, anh đấy bị ngất nằm ở đấy, em xuống xem có biết là ấy đâu. Ờ, à, chắc họ nằm đấy để bấy ấy. Mày có anh ấy, may mà có anh ấy. Ờ, không thì hôm nay em bị thằng Kiêm cướp mất hết đồ này. Không sao, tốt rồi. Đi làm về à? Vâng, em đi làm về. Rồi, không sao, tốt rồi, đi về thôi nhỉ. Thế, thế em cảm ơn anh nhé. Ờ, ờ, ờ. May có anh ấy, về. Em về đi. Em về nhé. May còn gặp cái anh này, không gì. May bị mất đồ đó.
Thank you.